Viên Minh vượt cạn thành công trong mùa dịch, Công Phượng nhắn nhủ, những điều tốt đẹp nhất đều muốn dành cho con. Công Phượng và Viên Minh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, kể cả việc cô mang bầu thời gian đầu cũng ít được công khai, thông tin chỉ thực sự hé lộ khi Viên Minh ở giai đoạn cuối thai kỳ. Trên fanpage chính thức của mình, Công Phượng đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ thông tin vợ mình vượt cạn thành công. Anh đăng ảnh hai vợ chồng hạnh phúc ngồi bên nhau cùng dòng trạng thái, những điều tốt đẹp nhất ba muốn dành cho con. Phượng lên chức rồi cả nhà ơi! Dựa vào thông tin bài đăng phía dưới có thể biết, vợ nam cầu thủ sinh năm 1995 dù sinh sớm hơn dự kiến nhưng đều mẹ tròn con vuông. Ngoài ảnh cưới thì đây là lần đầu tiên Công Phượng và Viên Minh đăng tải khoảnh khắc của hai vợ chồng lên fanpage chính thức. Có lẽ đây là cách mà ông bố trẻ bày tỏ niềm vui sướng, phấn khích khi lần đầu được lên chức. Dưới bài đăng, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng nam cầu thủ. Trong số đó không thể thiếu người bạn chí cốt Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, điều đáng nói, anh chàng này lại tranh thủ cà khịa Viên Minh. Vâng, vì tiền mà Minh Chen, nickname của Viên Minh, đã công khai xuất hiện trên Facebook của Công Phượng, quả này không cãi được rồi. Nguyên nhân là bởi bài đăng còn kèm theo thông điệp quảng cáo cho một nhãn hiệu về y tế. Được biết, thời gian vừa qua, Công Phượng gây tranh cãi không ít khi chọn ở bên chăm sóc vợ sinh nở thay vì lên tuyển tập trung chuẩn bị cho World Cup. Anh đã xin phép huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam để ở cùng Viên Minh vượt qua thời khắc sinh nở khó khăn. Hiện tại, nam cầu thủ đang ở cùng gia đình tại Sài Gòn. Thời gian anh lên tuyển vẫn chưa có thông tin chính xác. Trước đây, chuyện yêu nhau, lễ ăn hỏi hay đám cưới đều được Công Phượng và Viên Minh giữ kín. Tuy nhiên, những ngày gần sinh, vợ nam cầu thủ lại rất chịu khó tiết lộ thông tin về việc hai vợ chồng mong ngóng con chào đời. Cô từng đăng tải trên Instagram khoảnh khắc bản thân vô cùng hồi hộp chờ đợi con chào đời. Cụ thể, cô viết, mong chờ từng ngày, từng phút, từng giây. Sau đó, không bao lâu, cô tiếp tục khiến dân tình ngỡ ngàng khi đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Công Phượng tập làm ông bố bỉm sữa. Trong đó, nam cầu thủ đang cố gắng học bế em bé sơ sinh. Điều đáng nói đó chính là anh làm công việc này khá nặng nhọc, khuôn mặt lộ rõ sự cố gắng xen lẫn lo sợ đứa bé mình ẵm trong tay sẽ có chuyện. Nhiều người nhận định khoảnh khắc nhìn có vẻ nghiêm túc này lại gây hài đến mức nhìn thôi đã cười đau bụng. Viên Minh mặc dù có gia thế khủng, bố là giám đốc ngân hàng nhưng cô lại khá kín tiếng và sống giản dị. Kể từ sau đám cưới, cô nàng ít khi xuất hiện cùng Công Phượng trước báo chí. Chính vì vậy mà hình ảnh rò rỉ về Viên Minh luôn nhận được sự quan tâm lớn. Trước đây, cô cùng nam cầu thủ từng đến tham dự buổi tiệc chia tay các cầu thủ ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói, cô nàng ăn mặc không quá cầu kỳ với trang phục, cách trang điểm cực kỳ đơn giản. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen. Họ nhận định phong cách này hợp với vẻ ưa nhìn của Viên Minh cũng như không gian bữa tiệc. Hiện tại, danh tính của con Công Phượng và Viên Minh vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, điều mọi người mong mỏi nhất bây giờ đó là gia đình anh luôn mạnh khỏe, ổn định để nam cầu thủ sớm ngày lên tuyển, đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Còn bạn nghĩ gì về chuyện Công Phượng được lên chức bố? Hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!